Viết nhàn ở bên Mỹ về đó thì gần như là xây dựng để ổn định lại cái cơ sở hạ tầng. Đến bữa nay thì nó cũng tương đối là ổn định thôi. Mất thời gian cũng khá nhiều. Rồi ổn định lại cái chỗ ở, cơ sở hạ tầng ở khu chiên tu cũng ngót mất 5 năm. Và rảnh thì lên để giảng thì thường buổi sáng. Những năm trước thì hầu như là 9 giờ hoặc 8 rưỡi rồi giảng cho đến 10 rưỡi ra phóng sanh luôn, cho Phật tử không có thời gian để cộng tu. Vì chúng ta chưa có nắm vững được cái cách tu của Tổ sư Ấn Quang, cho nên chúng tôi phải thường giảng và để Thầy Minh đọc văn sao để quý vị nắm cho vững. Vì cái tịnh độ mình tu không khéo thì rất dễ lạc vào ma cảnh. Do mình chưa có niệm Phật công phu thành phiến hoặc đắc lực mà mình cầu cảm ứng, cầu thần thông, thì Tổ sư Ấn Quang nói là chưa chứng đạo mà cầu thần thông thì 10 người hết. Gần như là 10 người bị ma dựa phát cuồng. Cái chỗ này là cái chỗ mà hết sức thận trọng. Cầu Phật xuất hiện nè. Lễ Phật mà cứ mở mắt nhìn trân trân mong Phật xuất hiện nè, mà trong khi đó là tâm mình đang bắn loạn. Cái cách này gọi là quán tượng niệm Phật. Nhìn cái tượng mình niệm Phật mà trong lòng chưa yên thì ma cảnh xuất hiện. Nguy hiểm vô cùng. Rồi trong tâm thì quán Phật chứ không có trì danh hiệu Phật thì tưởng Phật cũng không có thể được. Quán tượng, quán tưởng thật tướng thì mình tu không được rồi đó. Chỉ có trì danh thôi. Mà trì danh là phải thiệt khéo chứ không thôi là cũng rớt vô ma cảnh chứ không phải đơn giản. Lắng nghe cho kỹ, từ tâm khởi lên cái tiếng mình niệm, tiếng thoát ra miệng, lọt vào tai. Cứ niệm như vậy, một câu như vậy mà trăm ngàn câu cũng như vậy. Chủ yếu là tịnh thính thì không có vấn đề trở ngại. Nhưng mà thường ngày hay nhắc trong đó là cái việc tổn khí. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái việc tổn khí. Thì lúc trước thì giảng rất là nhiều, 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi, cái khi chương trình lễ Phật Đản Vu Lan đến 3 tiếng hơn luôn. Thì chúng tôi nói nhiều thì nó bị tổn khí, nó mệt. Cả tuần lễ chưa lấy lại. Còn Phật tử nghe nhiều quá thì hỏi lại thì lại quên. Mà có nhiều người cái não người ta tốt, cái trí nhớ người ta tốt thì ta nhớ. Họ nhớ được nhưng mà có nhiều người họ quên. Mà nghe qua một lần để nhớ hết thì không ai nhớ hết. Mà kêu họ nghe nhiều lần thì họ không nghe lại nhiều lần được. Họ chán. Cái chỗ này là cái chỗ người nói với người nghe bị trở ngại ngay chỗ này. Bởi vì người nói nhiều quá. Thường theo như là đại học sư phạm là 45 phút là họ nói nhiêu đó thôi. Họ nghĩ mình nói nhiều quá. Người ta quên đi. Nghe cái sau quên cái trước. Cho nên thành ra đợt này chúng tôi chia sẻ nó hơi mất thời gian khoảng nửa tiếng trở lại. Có thầy Minh đọc văn sao đồ, nhưng mà bắt đầu tuần sau là chúng ta vô tu luôn. Và tu xong đến 10 rưỡi rồi cái thầy Minh đọc văn sao, chúng tôi chỉ nói 5-10 phút nhắc nhở thôi. Hoặc giả có bữa thì chúng ta sẽ ra làm lễ phóng sanh luôn. Nhưng mà thường thì thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nhắc nhở một chút xíu. Và tương đối là cơ sở hạ tầng trên này với dưới đó nó ổn, và cái cách tu chúng ta nó ổn, cho nên thành ra chúng tôi sẽ dành cái thời gian thường xuyên mỗi chủ nhật chúng tôi lên trên này. Trừ trường hợp công việc đột xuất lắm thì chúng tôi để cho các thầy sẽ hướng dẫn tu, mà thầy Minh vẫn đọc văn sao. Nếu mà thầy Minh mệt bệnh gì đó có thầy tánh. Chứ còn như mấy chủ nhật trước thì quý vị tu xong rồi nghe lại cái đĩa chúng tôi thì thấy quý vị cũng hơi ngán đó. Theo như đại chúng mà mặc y chư tỳ kheo ngồi trên này, quý chú Sa Di ngồi dưới đó, các chú ngồi nhìn đạo tràng rất trang nghiêm đẹp, đúng không? Rất trang nghiêm. Bây giờ đây là phát trực tiếp trên toàn thế giới, họ cũng vô đây cộng tu do chúng tôi cũng giới thiệu rồi. Cho nên giờ họ cũng đang vô nghe chúng tôi để nói chuyện cái cách mình tu với đại chúng và mình tu một mình. Bây giờ bắt đầu chúng tôi vô nói cái chuyện tụng kinh trước nè. Mỗi buổi sáng cũng như là chủ nhật, đang nói mỗi buổi sáng là 4 giờ sáng á nha, để chúng nhớ cho kỹ á, hồi nãy nói chú Điềm rồi.
Thì mỗi buổi sáng cũng như là chủ nhật bắt đầu hôm nay và chủ nhật mãi mãi về sau, và cũng như mỗi buổi sáng thì chúng ta vô sẽ mở thần chú đại bi của thầy Thiện và thầy Long tụng một biến thần chú đại bi theo mấy. Rồi. Xong hết đại bi xong rồi cái là sẽ tụng kinh Phổ Môn buổi sáng. Kinh Phổ Môn buổi sáng. Cũng y chang vậy đúng không ạ? Nhưng mà nó có cái khác chỗ này. Có cái khác đó là khi mình tụng kinh á, mình làm sao? Mắt mình thì nhìn vô chữ, tai thì nghe tiếng tụng, tâm của mình dõi theo từng chữ, từng câu trong đó. Và mũi của mình thì hít hơi thở vô. Có ai muốn thầm vài câu thì mình tụng thầm ra, còn không thì cứ hít thở đều, khỏi tụng ra tiếng cũng được. Vì hôm qua, chiều hôm qua ngồi nói chuyện với thầy Thiện, kêu đợt này lên tụng kinh, thầy Thiện bắt cặp với thầy nào đây, chắc với là thầy Vương. Thầy nói con không quen với thầy Vương tụng, hai người tụng nó sẽ chổi. Quen với thầy Long rồi, rồi còn thầy Phổ thì quen với thầy Thức. Coi như là hai người mà tụng thì đỡ mệt, nhưng mà để ăn khớp với nhau, để hiểu ý á, thì phải tụng lâu ngày mới hiểu ý được. Nó cũng mệt. Mà một người tụng thì cũng mệt. À, như vậy là trong cái lúc tụng kinh đó mới có máy sẵn rồi, mình mở ra thì cái người dẫn chúng chỉ có nguyện hương, đảnh lễ Tam Bảo rồi ngồi xuống đó. Thì cái người dẫn chúng không có mệt. Bởi vì dán nhàn công phu ở dưới đó là khi tụng đại bi xong là bắt đầu vào tụng kinh, thì lúc đó là chỉ có tụng thầm nhép môi. Có những lúc mệt là cái mắt mình nhìn theo chữ, tâm mình đọc trong chữ đó không ra hơi, rất khỏe, vẫn nhiếp tâm như thường. Còn bây giờ mình vô mình nghe cái tiếng tụng kinh trong máy lớn, mà mình tụng cũng ra tiếng, mà cái tiếng của mình là không bằng máy rồi đó, cho nên cái máy nó át cái tiếng của mình rồi, đúng chưa? Thì bây giờ mình chỉ còn thầm. Nhưng mà cái lúc tụng kinh muốn cho khỏe đó, mà thường nói những điều này là những người tổn khí hay tiếp khách như chúng tôi, hay giảng như chúng tôi á, mà thường công phu mà niệm nhiều á thì rất cần hơi thở. Còn những người mà có công phu ít á thì nói cái chuyện tổn khí họ không quan tâm. Vì sao vậy? Họ có mệt đâu, nhưng mà nó tổn từ từ không biết. Mà nếu không tập như vậy thì lâu ngày tổn là sẽ bỏ. Hôm bữa giờ chúng tôi cũng gặp mấy cụ, cụ nói con lên con tụng thì thầm con tụng không nổi, con chán quá. Đâu sao đâu. Nghe tiếng tụng kinh lớn, lắng nghe kỹ nè, nghe tiếng tụng kinh lớn, được chưa? Mình chỉ dõi theo, mắt nhìn theo, tai nghe tiếng tụng kinh, tâm mình dõi theo từng chữ, có thể thầm ra hơi là mình hít một hơi vô. Nhưng mà cái người sức định kém hít không nổi nha, hít cạn cợt lắm. Có thương ở đây thầy tánh là hay tập cái hơi thở, cho nên cái hơi thở thì hít rất là sâu. Mà bước đầu mình chưa quen, mình tai thì nghe, mắt thì nhìn, rồi tâm thì dõi theo, mà nó nhớ hơi thở nữa thì khó làm vô cùng. Nhưng mà từ từ nó sẽ quen. Quen rồi thì tụng xong thời kinh tuyệt, rất khỏe. Thay vì bữa nay, sáng hôm nay, thí dụ thỉnh thầy Phổ với thêm một thầy nữa tụng kinh, hai thầy sẽ mệt. Bởi vì cái pháp môn tu tịnh độ không khéo là tổn khí, cứ không khéo là tổn khí, đúng không ạ? Thầy nào cũng sợ dẫn chúng hết trơn. Tuy rằng kinh Di Đà, kinh Phổ Môn có khoảng 15-20 phút thôi. Ví dụ như mà tụng EA đó thì nó kéo dài khoảng 20-25 phút. Còn bản thân chúng tôi tụng có 10 phút, có khi 8 phút à. Mình tụng không có ra tiếng, mình tụng thầm nó rất là nhanh. Đó, bây giờ tu với đại chúng, sáng hôm nay thường sáng chủ nhật là mình tụng Di Đà đi. Tháng chủ nhật tụng Di Đà, mà còn sáng mà sáng mỗi ngày ở tại Pháp Hội mình Phổ Môn. Bây giờ 9 giờ nó có Di Đà, rồi chiều sẽ có tụng kinh Di Đà. Tối á, là mình tụng 25 biến đại bi bằng máy chúng tôi tụng. Mấy thầy chỉ cần vô nguyện hương, đảnh lễ Tam Bảo xong rồi mở 25 biến. Bởi vì mỗi đêm tổ Ấn Quang tụng 25 biến hoặc 50 biến. Nhưng mà hôm trước chúng tôi cho cộng tu một đêm á, là tụng 7 biến đại bi xong rồi vô, cho nên thành ra hai thời nó cũng dính 7 biến luôn. Mà cộng hai thời mới có 14 biến à. Bây giờ là sẽ sáng một biến đại bi Phổ Môn, 9 giờ một biến đại bi Di Đà, chiều 2 giờ một biến đại bi Di Đà,
tối 25 biến chú đại bi, rồi bắt đầu tán Phật, lễ Phật, lễ Quan Âm. Mà còn cái cách mà thầy minh chỉ như vậy thì thường chủ nhật lên có mấy thầy hướng dẫn quý vị mới được. Còn bình thường nếu mà lỡ mà ít tùy theo mấy thầy, có thể là mình đi hai hàng vòng tròn như lúc trước, chuẩn bị khoảng 20 ngày nữa là họ làm toàn bộ cái bạc bên ngoài, không mưa không nắng, rất là mát, chúng ta đặt sẵn xong hết rồi đó, là chúng ta đi bên ngoài cũng được luôn, không mưa không nắng nữa mà thoáng mát. Thì như vậy, riêng nói về vấn đề tụng kinh, lắng nghe cho kỹ, nhắc lại một lần nữa là chút xíu nữa bắt đầu mở máy tụng kinh cũng y chang như thầy Thiện với thầy Long tụng, chứ không khác chút nào hết đó. Nhưng mà cái tiếng người thiệt á thì hai người đó chịu không nổi, mỗi chủ nhật là chịu không nổi. Bản thân chúng tôi giảng không, mỗi chủ nhật cũng chịu không nổi mà. Cho nên thành ra hôm trước chúng tôi đã ngưng giảng, thông báo trên mạng ngưng giảng là bởi vì nó quá mệt. Mà ngưng giảng luôn mà không có lên cộng tu với đại chúng, thời gian đạo tràng nó sẽ rã. Rã. Không ai hướng dẫn thời gian, họ bệnh tổn khí cái họ rã. Để ý đi. Tổ Ấn Quang nói, cái người mới vô niệm Phật thích lắm, niệm thấy nó an ổn cho nên lẹ miệng lẹ mồm, niệm ao ao ao, niệm cho nhanh, tổn khí thành bệnh bỏ hết trơn. Để ý đi. Đó. Thì riêng bây giờ cái cách tụng kinh là mở máy. Sáng thí dụ thầy Phổ khỏe đủ khả năng, hoặc thầy Thành khỏe thì mấy thầy tự tụng cũng được. Nhưng mà khỏe cũng nên mở máy để mình ngồi, để mình nghe, nhìn, tâm dõi theo đó, hít thở rất khỏe. Còn mấy thầy mà tụng mà để mấy thầy hít thở là hít không kịp đâu. Hai người đang xen lẫn nhau, không có cách nào mà nhớ hơi thở mà hít để cho khỏe được. Đó là cái cách tụng kinh. Tuy rằng tụng kinh Phổ Môn Di Đà có 2-30 phút, 25 phút, 20 phút mà lâu ngày chày tháng sẽ bị tổn khí. Ở chiều hôm qua chúng tôi mệt. Thường buổi chiều là tụng 25 biến đại bi, tu 2 tiếng là không thành vấn đề. Mà mới đại bi xong là hụt hơi tụng không nổi nữa. Vô kinh Di Đà tụng không nổi, nó mệt. Bắt đầu đi niệm Phật nó cũng mệt luôn. Mà khi mà cái hơi thở nó thiếu là mệt, là bắt đầu nó bắt mình nghỉ. Nó chán liền, nó không muốn tu nữa. Mà khi hơi thở mà mình nhiếp, mình hít được, mà mình nhiếp thủ trong câu Phật hiệu được, mà vọng tưởng không xen được, mà mình khỏe đó, thì lại thích niệm Phật. Để ý đi. Lắng nghe cho kỹ nha, lắng nghe cho kỹ điều này á. Chúng tôi đáng lẽ sáng hôm nay là nói chuyện xong là thả trên mạng, chứ không có dựng nữa. Dựng thành cái đĩa chú Duyên cũng mệt quá. Nhưng mà nói sáng nay cái buổi này quan trọng, cho nên chú phải bỏ thẻ vô, chú làm lại để cho đại chúng coi tới coi lui. Chứ họ nghe qua một lần họ quên á, không nhớ nổi đâu. Vì nói nó đủ thì nó hơi nhiều chút xíu. Giờ lắng nghe kể lại nè. Hôm qua chúng tôi bị tổn khí. Mỗi lần chuẩn bị cho cái công việc gì, như hôm nay lên để chuẩn bị hướng dẫn đồ này nọ nè, tự nhiên mình suy nghĩ cái câu Phật hiệu nó giảm. Rồi cái tâm mình phóng ra suy nghĩ, cái bắt đầu cái khí lực là cái hơi thở mình, cái bắt đầu nó bị tổn từ từ. À, cho nên Tổ Ấn Quang, Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí, mà Ngài nói là đạo tràng tôi chỉ có 20 người, không cho người lạ vô. Bởi vì mỗi người là người lạ vô phải hướng dẫn lại, rồi phải sắp xếp chỗ ở. Cái đạo tràng này là 20 người. Mỗi ngày là giảng nhưng không thăng tòa, không cho người lạ vô. Mình nói, ổ sao Ngài ích kỷ, Ngài khó với ta? Mà không phải đâu. Bồ Tát làm có cái lý do của Ngài đó. Bởi vì gì? Cái người dẫn chúng họ mệt. Họ không đủ sức để xoay sở nổi với cái số lượng người lớn mà thay đổi liên tục như vậy. May nhờ trên này có quý thầy để hỗ trợ, chứ không dắt nhà một mình là đuối. Chịu không nổi, để chúng liên tục đông vào liên tục, thì là một mình ít người ở trong chúng, mấy thầy làm sao chịu nổi? Không chịu nổi, lo ăn nè, lo uống nè. Vô giờ thầy Thành đang chuẩn bị nấu ăn nấu uống ở dưới đó nè, chuẩn bị sắp xếp số lượng người xuống ăn. Tổ chức không phải là đơn giản. Tổ chức riết rồi cái bắt đầu mình về, cái quý thầy tổ chức cho Phật tử tu, cái quý thầy làm mệt quá không tu. Mấy thầy chỉ gieo cái nhân rất là mỏng, cuối đời không được vãng sanh nữa mới là đáng thương. Cái này mới là đáng thương. Hôm bữa chúng tôi nói đúc tượng Phật cho người ta tu, người ta niệm Phật, mình niệm chất trớt, mình không chịu niệm. Gieo cái viễn nhân cạn lắm, vẫn không được vãng sanh. Lên núi lấy trầm mà lấy lá, lấy cành, lỗi lấy không được. Chết rồi, chết rồi. Lo bận bịu quá. Giờ nhắc lại cái cách chút xíu, cái cách tụng kinh là được rồi phải không? Còn nếu mà mình tụng ở nhà một mình á, như chúng tôi á, thì thường tụng một nhà một mình là mình không tụng ra tiếng, khỏi mở luôn. Đọc thôi, đọc thầm thôi. Mà khi mình đọc một chập cái hơi nó ra thì mình phải hít vô ngang, nhớ cái hơi phải hít vô, rồi mình đọc ra, hít vô rồi đọc ra, có khi mình đọc trong tâm luôn. Thường là chúng tôi tụng một mình ở nhà là như vậy, rất là khỏe, rất là nhanh.
Hiểu cái tụng kinh chưa? Chút xíu nữa mình tụng kinh là thầm thôi, không cần. Có tiếng máy rồi thì mình chỉ nghe tiếng máy, mắt mình dõi theo chữ, tâm mình dõi theo chữ, nhớ cái tâm của mình để ý hơi thở một chút, để hít nó vô. Không mệt cũng phải tập hít lần cho quen, để cái lúc mình mệt là sẵn cái cách đó rồi mình hít liền. Như hôm qua mà chúng tôi không nhớ cái cách hít đó thì thôi rồi, hôm nay lên không nổi. Nó quá mệt, nó quá mệt. Đó. Bây giờ nói sang cái cách niệm Phật nè. Nói cái cách tụng kinh xong rồi ha. Nói cách tụng kinh, giờ nói cái cách niệm Phật xong rồi nói cách trì chú nữa nha. Giờ cách niệm Phật làm sao? Trong máy niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tai mình lắng nghe, tâm mình dõi theo câu Phật hiệu. Cho nên Tổ Ấn Quang nói là niệm ở đâu là chú tâm ở đó đó. Cái quan trọng cái câu này lắm, niệm ở đâu chú tâm ở đó, đừng có chú tâm ở chỗ khác. Nam Mô A Di Đà Phật thì mình nghe cho rõ ràng từng chữ từng câu, mà khi nghe giờ bắt đầu mình hít vô. Khi nghe bắt đầu mình hít vô, bây giờ nghe thử nha. Giờ mình tập thử nè, nghe cái máy này bắt đầu là chúng tôi mở ra, rồi chúng tôi hít trong micro, rồi cả đại chúng mình niệm theo một câu thử nha. Mà thường á, mình mới tập á, mà mình đi thì mình hít nó không có sâu, ngồi thì nó sâu hơn. Nhưng mà khi mình tập quen rồi á, như hôm qua chúng tôi tập chỉ có 10 phút là nó khỏe lại mà hít quen luôn. Bây giờ nghe nè, nghe một câu mình lắng nghe cho kỹ nè. Chút nữa mình tu cái cách này thôi. Một câu niệm Phật kiểu này, đi cũng cái là cách này, lạy cũng cách này, mà ngồi cũng cách này. Tuyệt, tuyệt. Lắng nghe cho kỹ nha. Một câu mình nghe, bắt đầu mình hít vô. Khi mà mình hít vô như vậy, cái tâm mình nó theo cái hơi thở, cho nên nó không có bị vọng. Cho nên chút xíu nữa thầy Minh sẽ đọc cái lá thư 37 của Tổ sư Ấn Quang gửi cho Ngài Đế Nhàn, nói là niệm Phật mà theo hơi thở thì rất vô tâm muội, rất dễ vô tâm muội. Nhưng mà theo thời khóa thì được, chứ nếu mà suốt ngày chỉ theo hơi thở thì không khéo sẽ thành bệnh. Nếu mà suốt ngày nó thiếu thì mình chiêm nó vô. Nhưng mà theo thời công phu á, mình thiếu á, thì buộc mình phải cho nó vô. Nhưng mà thường thì mình tịnh thính thì vẫn hay hơn là tùy tức. Cái chỗ này là cái chỗ mà Ngài chuyên niệm Phật, cho nên Ngài tìm ra chỗ này. Cho nên mình thấy tùy tức hay quá, lúc nào mình cũng theo hơi thở, hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Hôm bữa chúng tôi tập một thời gian, cái não nó chịu không nổi, nó không quen. Thì cái kêu nếu mà tập như vậy ép nó lâu ngày sẽ thành bệnh. Thì bây giờ phải tịnh thính là lặng lẽ lắng nghe. Khi nó thiếu thì mình cho vô, mà thiếu cái lúc công phu là thiếu nhiều nhất. Giờ lắng nghe nè, cả đại chúng sẽ niệm một câu nha, và chung với Giác Nhàn nha, và cái máy niệm một câu nha. Mà nhớ là khi cái máy niệm là mình nghe cho kỹ, và cái mũi của mình sẽ hít vô một hơi. Những bước đầu nó sẽ lúng túng, chưa quen nó sẽ lúng túng. Lúng túng nghĩa là sao? Cái tâm mình nó có cột theo đó, nó hơi lúng túng. Thì mình có thể là 2-3 câu, 3-4 câu bắt đầu mình hít một câu. Còn nếu ai mà tập trung được thì cứ hít, nó không có phản ứng phụ gì hết trơn á, nó không có trở ngại gì hết trơn á. Nếu mình suốt ngày mình làm thì không được thôi, chứ mà trong một thời công phu mà làm kiểu này thì quá tuyệt. Thì cách này mới tìm chiều hôm qua là do nó tổn khí, mà cái lúc niệm Di Đà là niệm hết nổi, mà tự nhiên chuyển sang Quan Âm là nó mệt. Nói Quan Âm gia hộ cho con đi, chứ giờ mai con lên con hướng dẫn mà con mệt vậy sao con đi nổi. Tự nhiên trong đầu nó phát minh ra cách đó, đúng Quan Âm gia hộ. Nghĩ đến Ngài là có Ngài gia hộ, nó thần diệu lắm. Cho nên cái người niệm Phật Tổ Quang đó là phải cần có Quan Âm. Quan Âm gọi là gặp nguy cấp mà. Giống như mình cấp cứu, mình vô nhà thương mà qua phòng cấp cứu trước, là cấp cứu nó điều trị cho mình ổn rồi bắt đầu nó mới đi xét nghiệm. Thì Quan Âm là cấp cứu. Quan Âm là cấp cứu. Nguy biến là phải có Quan Âm. Nhiều lúc mình nguy biến, cái tâm mình yếu, mình không niệm Di Đà được, cho nên không có sự cảm ứng là mình sẽ thối chuyển. Nhớ cái chỗ này, nghe lắng nghe một câu nè. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Hết cho nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Lắng nghe nè. Cái người mà cái sức định người ta kém á, người ta hít rất cạn. Có bà cụ với khu chân tu kia, bà hít coi rồi xong
hết không được. Cái trời, bà hết cái gì mà giống như xịt mũi vậy bà? Bà hết cho sâu vô coi. Hết không được, hết không được. Lý do gì vậy? Cái sức định nó kém. Mà để ý theo hơi thở, hít tập từ từ, từ từ, từ từ. Tuyệt lắm. Khi nghe một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cái hơi thở nó đưa vô nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ. Mà nó canh vừa hết câu Phật hiệu, cái bắt đầu là mình niệm ra tiếng được. Hôm qua là chúng tôi mệt, là chúng tôi nghe một câu trong máy xong chúng tôi hít vô và niệm trong tâm, chứ niệm không nổi ra tiếng. Khoảng 5 phút bắt đầu niệm thầm, thầm nhép môi được. Mà 10 phút là ra tiếng, niệm ầm ầm là thấy khỏe. Cái cách này tuyệt. Một câu trong máy, nghe, hít vô, chú tâm, nghe và niệm ra tiếng rất mạnh. Còn mấy người mà nghe một câu không hít vô, họ niệm một chập, họ mệt, họ bỏ, họ không niệm ra tiếng được. Họ đi họ niệm cũng được, họ ngồi họ niệm cũng được. Mà nghe chút xíu là họ ngủ, cái não nó không đủ không khí, không mở mắt được, nghe bắt đầu là cái mắt nó sụp xuống, cái không khí nó không đủ trong não là phải ngủ. Mà hít thử coi nghe, nó tỉnh. Bây giờ đi với lại ngồi rồi đúng không ạ? Đi với lại ngồi là hít như vậy đúng không ạ? Được rồi đúng không ạ? Còn lại nè, giờ nay cái lại nè. Nghe một câu, đứng, hít cho sâu vô, niệm ra tiếng cho lớn luôn. Lớn luôn mà đừng có la hét quá nó mệt. Rồi quỳ thấp xuống một câu, quỳ thấp xuống một câu, thì khi cái máy nó niệm á, là lúc này mình khỏi niệm luôn. Lúc trước á, thì chúng ta quỳ thấp xuống còn niệm câu phải không? Lúc này khỏi niệm mà nghe, mình hít từ từ, và niệm trong tâm một câu nữa, úp mặt xuống. Nghe máy một câu, cái tay mình cuốn, xong rồi bắt đầu, chưa hết một câu là mình đứng dậy. Thì như vậy là ba câu trong máy, mình niệm một câu đứng thôi, rất khỏe. Còn đi kinh hành thì mỗi câu trong máy mình niệm một câu. Ngồi thì mỗi câu trong máy mình niệm một câu. Nhưng lại chỉ niệm một câu đứng thôi. Còn quỳ thấp á, niệm trong tâm luôn. Hồi sáng hôm nay mới tập cái cách này lại. Nó khỏe quá chừng, nó khỏe. Lại nửa tiếng đồng hồ. Thường là sáng chúng tôi tu 3 giờ đến 6 giờ. Khỏe re luôn. Khỏe re luôn. Hiểu chưa? Giờ coi cái cách lại giác ngang lại sơ theo máy nha. Nhìn nha. Hôm nay hướng dẫn lần thôi ạ. Rồi đợt sau mấy Phật tử vô cái mới thì cứ theo mấy người cũ thôi, không có nói mất thời gian nữa nha. Thì bây giờ chỉ có cách lạy thôi, cách lạy đứng một câu thôi, cũng như cũ thôi, không có gì hết cả. Nhưng mà đứng một câu thôi, quỳ thấp xuống đừng niệm, để mình hít vô mình niệm trong tâm nó sâu hơn. Và đứng dậy cũng niệm trong tâm một câu nữa. Như vậy là ba câu trong máy, chứ mình niệm theo một câu trong máy thôi là không bao giờ mệt. Bởi vì mình do mình đi kinh hành, mình niệm ra tiếng mỗi câu trong máy một câu ra tiếng rồi. Mình ngồi mà cũng niệm một câu theo máy một câu ra tiếng rồi. Nhưng mà sở dĩ nó không mệt là do mình có hít vô một hơi theo một câu trong máy. Cho nên mình lạy nữa đó. Thì thường Tổ Ấn Quang nói lạy là niệm trong tâm. Nhưng mà riêng mình có một câu diều rì, một câu đứng ra tiếng cũng không thành vấn đề. Mà riêng một số mấy thầy, mấy chú, mấy cô hay ỷ lại lắm. Kêu tôi có mệt đâu, tôi tu ra tôi khỏe quá chừng, tôi có mệt đâu mà hít thở làm chi. Đừng ngang, đừng ỷ lại chuyện đó ngang. Một thời gian tổn khí rồi mới thấy. Nó mệt, nó khó chịu, nó nhói sau lưng, rồi nó nhói trước ngực, rồi nó ngủ không được, rồi như con cá cạn nước mà nó nằm trên giường, nó lẫy dãy vậy nè. Hôm kia là chúng tôi bắt đầu mệt rồi đó. Nghe nè, nghe một câu trong máy nè, là niệm theo đứng nè, quỳ thấp không niệm nè, và đứng lên không niệm. Ba câu trong máy, đứng một câu, rất là khỏe. Nhưng mà cái câu mà mình quỳ xuống á, mình nghe trong máy xong mình hít từ từ thôi. Rồi mình lạy xuống mình niệm trong tâm mình hít luôn. Cái chỗ bữa nay hôm nay là nói chuyên đề cái hơi thở nha. Rồi chút xíu nữa là nói về cái việc tụng chú đại bi một cái nữa. Giờ nghe trong máy nè. Mà khi mà nhớ nguyên tắc là một câu trong máy là hít. Mà mình hít vô chưa quen cái hơi mình nó ngắn. Nhưng mà hít mà quen mà sâu vô rồi á, thì cái sức định của mình nó rất là tăng lên. Là bởi vì khi mà tâm mà chú tâm theo hơi thở thì tâm này không bị tán loạn. Nhớ nha, cái người mà theo hơi thở, cái tâm tán loạn nhiều quá, họ loạn á, mà họ chỉ sổ túc quán là hít thở, đếm hơi thở là hết loạn rồi đó. Cho nên thành ra chút nữa thì mình có đọc nói về cái ngũ đình tâm quán là người nhiều nghiệp chướng thì niệm Phật, người nhiều tán loạn là đếm hơi thở, người nhiều sân hận là quán từ bi, người nhiều tham lam là bố thí. Cái pháp đối trị nó là như thế, hiểu không? Nhưng mà mình vừa niệm Phật mà theo hơi thở nữa thì tuyệt, tuyệt. Mà sở dĩ những người mà họ lên tu họ chán là bởi vì nó thiếu hơi thở.
nó mệt quá rồi nhiếp theo câu Phật hiệu không được, rồi họ mong cho hết giờ để xuống là do thiếu hơi thở. Ở đây có ông Bình chú Tiến, ông tụng đại bi là hai hơi hoặc hai hơi rưỡi là hết chú đại bi. Hôm nay phải đổi lại là mình không có nhiếp trong mấy hơi đại bi, mà mình cứ hít sâu vô, mình cứ đi liên tục luôn. Rồi mỗi câu Phật hiệu là chú hít. Xưa nay là ổng làm cho nên ổng khỏe. Một giờ là ổng dậy, ổng tập xuống nguồn tứ trẻ. Rồi không bao giờ ổng bỏ một thời kinh. Bởi vì ổng quá khỏe. Bởi vì ổng lên ổng hít, ổng cho nên ổng sảng khoái, ổng cứ muốn lên hoài. Cũng như mình ăn một món ăn mình thấy ngon, cho nên thành ra mình cứ ăn hoài thôi. Phải không? Mà ăn không ngon, niệm không có an lạc, niệm để làm gì? Đúng không? Lên giống như hành xác mà, đúng không? À, giờ coi cái cách lại nha. Cách đi với cách ngồi là dễ rồi, đúng không? Có cách lại nè. Cách lại là một câu mình đứng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Câu này không đọc nha, câu này không niệm nha, bắt đầu niệm trong tâm nè. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cách lễ này tuyệt, câu Phật hiệu liên tục không gián đoạn, mà niệm một câu nghĩ một câu, đứng niệm ra tiếng, quỳ niệm trong tâm, đứng dậy niệm trong tâm, không mệt. Không phải chúng tôi mèo khăn mèo già đuôi đâu, bởi vì tu nó mệt quá rồi, vừa giảng vừa tu vừa tiếp khách vừa lo cho chúng, nó quá mệt, nó tổn khí, cho nên mới tìm ra cái cách này tuyệt. Câu Phật hiệu liên tục đang xen giữa câu Phật hiệu trong máy với câu Phật hiệu mình niệm. Mà niệm ra tiếng một câu, trong tâm hai câu, không mệt. Mà khi ra tiếng mà đứng mà hít vô nữa thì thôi tuyệt. Không bao giờ mệt, sảng khoái cực kỳ. Lúc trước là cứ nhìn đồng hồ, bữa nay lo hít thở không có nhìn đồng hồ nữa. Quá tuyệt luôn. Hiểu chưa? Rồi, cách lễ Phật đó. Được chưa? Cách trì đại bi nè. Giờ mình trì đại bi, trong máy mở đại bi ra khi tụng thì mình phải hít vô để mình tụng theo thì nó không có mệt. Chứ lúc trước chúng tôi hít rất là ngắn cho nên một thời gian nó bị mệt. Còn nếu mà mình hít nhiều thì mình không mệt. Mình hít vô một hơi. Tiên thủ tiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô an ra nắng na 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 dạ dạ. Cái máy nó cứ tụng liên tục, cái máy cứ liên tục không gián đoạn. Nhưng mà mình thì mình nghĩ mình hít vô, hít cho sâu vô. Rồi bắt đầu mình tụng theo cái máy. Nhưng mà mình không có đếm bao nhiêu hơi thở trong một bài chú đại bi. Thí dụ mình tụng gần hết rồi, cái hơi mình còn qua luôn, qua bên bài bên kia luôn, không sao. Cứ đi liên tục như vậy. Mà càng ngày nó càng sâu thì hơi thở nó càng dài, thì cái thời gian mình tụng mấy hơi thở đó, có nhiều lúc đầu tiên 8, có khi còn 6, có khi còn 3. Như chú Tiến bây giờ có 2 rưỡi. Nhưng đừng ép nó, ép sẽ tức ngực, khó chịu, thoải mái. Nhưng mà phải chịu hết vô. Vậy thôi, không có gì nhiều hết cả. Thì hồi hôm qua có một cô Phật tử ở Nha Trang, tính ra là khoảng 5 người, có bà cụ hôm nay ngồi trong này, mẹ của cái cô đó, với một ông chồng, với đứa con gái, với một cô Phật tử. Sáng nay họ về sớm cho nên họ xin xuống khu chuyên tu. Mà thường buổi chiều chúng tôi tiếp khách như những lúc trước là tối, nó khó ngủ. Như hôm bữa lên họp với quý thầy, tối về nửa tiếng ngủ không được là do cái hơi thở mình không đủ mà mình nói chuyện nữa, cho nên thành ra nó vô giấc ngủ nó khó. Rất sợ tiếp khách ban đêm. Nhưng mà hôm qua nhờ công phu hít thở nhiều cho nên nói chuyện 1 tiếng đồng hồ với mấy người đó, chúng tôi vô ngủ một cái một khỏe. Cái người mà thường đủ hơi thở thì người ta ngủ rất là dễ. Mà thường buổi sáng mình vừa thức dậy á là mình niệm Phật A Di Đà cho đến trưa 12 giờ phải không? Hôm bữa chúng tôi giảng trong đĩa nhắc vậy đó, mà có nhiều người là họ nghe xong là họ cứ niệm Phật A Di Đà suốt ngày cũng được, nhưng mà thời gian là chán à. Món cơm trắng ăn hoài là ngán à. Vậy mà trưa đến 12 giờ bắt đầu niệm Quan Âm, đến chiều thì nó lại không ngán. Qua hôm sau bắt đầu niệm Phật được, tiếp tục nữa thì nó lại liên tục trong một ngày.
Cho nên Tổ Ấn Quang nói cái cách niệm Phật để vãng sanh là phải đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, động tịnh, mặc áo, ăn cơm, vào đại tiểu tiện, hết thảy thời, hết thảy lúc, rảnh niệm làm sao câu Phật hiệu đừng cho gián đoạn, thì người này mới nắm chắc phần vãng sanh. Ghê chưa? Đủ tín nguyện nữa là nắm chắc phần vãng sanh. Còn không thì hai thời xong rồi, để cái tâm nó tán loạn đó, thì cái vọng tưởng nó làm chủ bản tâm, thì lúc lâm chung cái nghiệp nào nặng thì nó đi theo những cái nghiệp đó. Tham nặng thì nó vô ngạ quỷ, sân nặng vô địa ngục, si thì nó vô loài súc sanh. Cái nghiệp này nó nặng, nó sẽ dắt quý vị đi. Còn hiện tại bây giờ mà không niệm để cho tâm mình nó khởi được cái tác dụng của chân tâm á, mà khởi tác dụng chân tâm đó là nó từ bi hỷ xả, bố thí cúng dường, làm lành làm phước, là cái đó là cái diệu dụng của chân tâm. Mà khi câu Phật hiệu nó niệm thường xuyên thì nó khởi được tác dụng. Còn nếu nó không niệm thường xuyên thì nó khởi tác dụng của chân tâm theo chiều vọng, đó là tham sân si, ganh tị, ích kỷ. Cái tâm này là tâm đọa lạc. Nhưng mà hai thời công phu chỉ là để mình phát nguyện, gieo duyên. Chứ nếu mà không niệm nữa là quý vị thua. Thua chắc, không vãng sanh được đâu. Làm sao mà hai thời công phu mà quý vị đủ được cái sức định để mà lúc lâm chung quý vị có thể là làm chủ được cái tình hình mà cái cận tử nghiệp đến để quý vị mà vãng sanh. Không được đâu. Không. Cho nên thành ra là chúng tôi nói là bây giờ cái cách của Tổ sư Ấn Quang là phải áp dụng. Rảnh là niệm Phật. Thì sáng vừa mở mắt ra là bắt đầu là A Di Đà Phật. Nhớ niệm từng chữ nha. Mà niệm một chập cái bắt đầu là nó tỉnh ngủ liền. Vì cái lúc mình đang ngủ say như vậy đó, thì cái thức của mình nó chìm trong cái ngủ. Bây giờ mình tách ra cái thức ngủ để mình tỉnh á, thì rất khó. Chỉ có câu Phật hiệu từng chữ mà bốn chữ, không ra tiếng, không ra hơi, không nghe máy, mà trong tâm cứ từng chữ A Di Đà Phật. Khoảng 10-15 phút là bắt đầu là cái ngủ nó mất liền, tỉnh liền. Tập như vậy đi, rồi bắt đầu vô công phu luôn. Niệm suốt như vậy cho đến khi vô công phu luôn. Rồi ra công phu rồi cái bắt đầu mình chuyển sang cái cách hai chữ một nhịp là nó đỡ tốn tinh thần hơn. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong tâm. Nhớ không? Mấy ông làm tượng đó, chà mà niệm không được nữa thì thôi rồi. Chà tượng ngồi nói chuyện, chà tượng để tâm tán loạn, thì thân thì đang chà nó mệt, tâm thì nó tán loạn, thì cái khổ gì bằng? Cái khổ gì bằng không? Mà thân thì đang vận động, mà tâm thì nhiếp thủ câu Phật hiệu, thì cái gì an lạc sướng bằng? Không tập thôi chứ làm cái gì mà khó? Đúng không? Lặt râu cũng được mà. Cho nên Tổ nói hết thảy thời, hết thảy lúc phải giữ được câu Phật hiệu, thì niệm bằng cách là trong tâm, rồi thầm nhép môi. Thầm nhấp môi, có thể nó thiếu hơi thở thì mình vậy nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Hít cho 50 hơi vô: Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là không dùng máy để mà dưỡng hơi thở. Nhưng mà rảnh mình cũng để cái máy, mình nghe hít một câu. Không có công phu á, rảnh nghe máy hít một câu. Hôm qua nói thầy Thành, ông đang làm bếp ông mệt, ông lên trên phòng ông mở máy ra, ông hít vài chục câu, tự nhiên ông khỏe cho coi. Hôm qua giác nhàng mới làm, nghe máy hít câu, hoặc nếu không nghe máy thì gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà giữ như vậy suốt ngày thì Tổ Ấn Quang nói dùng một cách như vậy suốt ngày thì cũng không được. Đừng nên dùng một cách cố định rồi chuyển sang trong tâm. Trong tâm hơi mệt, thiếu hơi thở thì dùng cách này, hoặc là máy hít một câu. Hiểu không ạ? Uyển chuyển làm sao đó cho nó phù hợp. Phải học để mình mới tu được, mà chúng ta không phải là tự nói đâu. Coi trong quan sao rồi áp dụng rồi mới thấy cái kết quả, để nói cho quý vị nghe cái hơi thở nó quan trọng. Nhưng mà ai cũng thờ ơ cái chuyện này cho coi. Nghe chưa? Đó. Thì tiếp khách cái cô đó, cô nói: Thầy ơi, sao Quan Âm bầu nhiệm quá, con lên con khám mà bác sĩ tìm không ra bệnh. Con ra Nha Trang, cái chỗ bệnh viện nó có cái tượng Quan Âm á, con ra con lạy xong cái tự nhiên con cúng bánh, con ngã lăn ngay đó luôn. Bác sĩ khiêng vô, cái cuối cùng đo tim đo đồ, cuối cùng mổ ra để thay một cái máy đặt tim trong đó. Mà khi bắt đầu con ngã lăn ra ngay chỗ tượng Quan Âm là bắt đầu trong tâm con niệm Nam Mô Quán Tham Bồ Tát. Con niệm suốt luôn, tuy rằng nó mệt mà con vẫn niệm được. Bởi vì hàng ngày họ thường niệm, cho đến lúc vô cô tiếp tục họ gây mê, cô vẫn niệm được luôn. Và lúc mổ ra xong rồi, bình thường, tức là mổ xong rồi, đặt máy xong rồi đó, cô tỉnh dậy rồi vẫn niệm luôn. Hỏi đau không kia? Không đau. Mấy ngày sau cô về, mà cái cách của cổ niệm hôm qua cô nói là trong máy một câu A Di Đà Phật, người nam niệm, rồi người nữ niệm A Di Đà Phật, là cô niệm theo người nữ của bệnh tim. Cho nên suốt ngày cô niệm như vậy. Hỏi có mệt không? Cô kêu cũng mệt lắm.
niệm theo máy hoài nó mệt. Khi bây giờ cái máy của thầy mở ra một câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm ra tiếng là phải 6 chữ nha. Rồi cô hít vô, mới hôm qua tìm cái cách chỉ cái cô cập nhật liền. Cô hít vô một câu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi bắt đầu cô niệm ra một hơi thầm hoặc ra tiếng. Cô chưa quen thì 2-3 câu, 5-7 câu cô hít một câu, nó sẽ không mệt. Cô mừng quá chừng, cô mừng mà nhìn gương mặt cô đẹp, cô hoan hỷ vô cùng, hoan hỷ cực kỳ hoan hỷ luôn. Xong hỏi ăn chay trường kia, kêu bác sĩ không có cho ăn rau nhiều bởi vì bệnh tim. Cái trời, cái lúc bệnh tim mổ mà Quan Âm gia hộ còn không đau, còn vượt qua được, còn ăn rau mà niệm Quan Âm thì có cái chuyện gì đâu. Mấy ông bác sĩ cũng nói kệ ông đi, ăn đi. Anh kêu không sao hả thầy, kêu không sao, bác sĩ này nói không sao đâu. Anh kêu ừ vậy ăn. Hôm qua là coi như đã giải quyết được nhiều vấn đề từ cái hơi thở. Bây giờ nghe thầy Nhuận Minh đọc cái lá thư Tổ Ấn Quang gửi cho ngài Đế Nhàn nói về hơi thở. Và một cái ông đó, ông đứng niệm Phật vãng sanh theo máy. Bắt đầu chủ nhật sau, không có thời gian để đọc văn sao và nói chuyện nhiều như vậy nữa. Quý Phật tử sẽ có mặt lúc 8 giờ, mình tu đến 10 giờ. Xong rồi thầy Minh sẽ đọc, chúng tôi soạn văn sao ngắn và nói chuyện một chút xíu. Thật ra phóng sanh là 11 giờ là xong, là chương trình cho mỗi chủ nhật về sau. Và có một cái điều nhắc nhở sau cùng, nếu ai mà chịu khó nghe lại hai cái lá thư, mà cái lá thư mà sau mà Tổ Ấn Quang nói là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Nếu bốn câu này mà không làm được á, thì không có cái chuyện mà thực vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nghiệm sâu, trì danh niệm Phật được đâu. Bổn phận vợ, bổn phận chồng, bổn phận con, bổn phận của một người cháu, một người thầy, người trò, mà không tròn được cái bổn phận mà vượt phận á, thì người này không phải là người hiền nhân, gọi là ngụy thiện nhân. Tuy rằng họ là xuất gia, họ là tỳ kheo, họ là sa di, họ là Phật tử, họ làm điều thiện như vậy đó, nhưng mà trong tâm họ thì không tròn bổn phận, không dứt lòng tà, không giữ lòng thành, thì người này là ngụy thiện nhân, giả danh. Dầu đó là người tu sĩ, thấy là làm việc thiện, thấy nấu cơm, thấy làm tượng đó, thấy làm những chuyện phước thiện đó, mà trong tâm thì lòng tà không ngăn dứt được, thì họ làm việc thiện, nhưng mà đó là ngụy thiện. Dầu là tu sĩ, ngụy thiện nhân, thì niệm Phật không có cảm được với Phật, do cái tâm ngăn cách cùng Phật mà. Tâm đó là tâm ngụy, tâm tà. Tuy rằng hàng ngày ở trong tam bảo, tuy rằng là xưng là Phật tử, con Phật, nhưng mà tâm tà không ngăn dứt được. Không có lòng thành, trò đối với thầy không có lòng thành, con đối với cha mẹ không có lòng thành, không hết cái bổn phận của một con người, thì người này là người gì? Ngụy thiện nhân, ngụy Phật tử, là ngụy tăng. Đúng không? Chứ cái chỗ này nó cực kỳ quan trọng. Hằng ngày cứ niệm Phật nhưng mà cuối cùng bốn câu này làm không được. Lòng tà cứ khởi, lòng thành không có, bổn phận không có, luân thường hiếu đệ trung tín lễ nghi không có, mà kêu niệm Phật vãng sanh là không bao giờ có chuyện đó. Cái lá thư này nó ngắn thôi mà cực kỳ quan trọng. Mà nếu mà làm được bốn câu này rồi á, thì mới lại thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nghiệm sâu, trì danh hiệu Phật. Ý ngài muốn nói là làm một con người thiện nhân hoàn thiện đi, thì mới nói được cái chuyện là niệm Phật để vãng sanh. Làm thiện nhân chưa được thì hỏi làm sao niệm Phật vãng sanh, đúng không? Và gieo cái viễn nhân thôi. Cho nên rớt chúng ta là rớt chỗ này, không học lời thánh hiền, không hiếu thuận cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, không thương người thương vật, mà mang danh là Phật tử, cái đây là giả danh, ngụy biện, thì cái người này có lỗi với Phật, với Tam Bảo, đọa lạc có phần. Nó giữ năm giới rồi, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, đã quy y thọ năm giới rồi, cuối cùng cũng khởi niệm tà dâm, tà tư, tà niệm, quan hệ bất chánh. Niệm Phật, Phật nào chứng cho các vị? Tâm ngăn cách cùng Phật rồi. Chỗ này là cái chỗ Tổ sư Ấn Quang nói phàm phu mình bị dính vô đây hết. Rồi nhân danh là niệm Phật, bất kính Tam Bảo. Con cô Phật tử có nói có cái đạo tràng gì chê cái đạo tràng thầy lắm, hỏi chê làm sao? Hồi trước thì ổng theo Hòa Thượng Tịnh Không, ông thấy ông giác nhàn, ông niệm bốn chữ A Di Đà Phật, rồi ông tụng một bộ Vô Lượng Thọ, bây giờ không biết theo ông tổ nào, bắt đầu kêu trì đại bi niệm theo Quan Âm,
tu mà thăng lên không thăng mà đọa xuống. Trời, tôi nói mấy cái người mang cái tâm phàm phu này mà nhận định Phật Pháp nguy hiểm vô cùng. Cái tâm này ở ngoài đời họ nói cái chuyện đúng sai phải trái về thế gian quen, bây giờ lại nhận định một cái đạo tràng như vậy. Mình chưa vô đây tu, mình chưa biết gì hết, mà chúng tôi đã nói là tất cả những gì chúng tôi làm là theo tổ An Quang. Bây giờ nói như vậy thì cái người đó là Phật tử gì? Không tôn kính Tam Bảo, giữ lòng tà mà không giữ lòng thành. Cho nên người này tuy rằng có hộ niệm đó, tuy rằng có niệm Phật đó, bị đọa lạc mất. Người ta có duyên với Đại Bi, người ta tụng Đại Bi, người ta hồi hướng về Cực Lạc. Có duyên với Quan Âm, người ta niệm thêm Quan Âm. Mình có duyên với niệm Phật A Di Đà Phật, mình cứ niệm đi. Mà sao chỉ trích đạo tràng, chỉ trích để kéo cô Phật tử đó vô không được, rồi bắt đầu nói xấu đạo tràng. Quý vị mang cái tâm này vô trong Phật Pháp là quý vị đọa. Quý vị niệm Phật không cự lại nổi. Cho nên chúng tôi rất sợ, Tổ Ấn Quang sợ là cái phàm phu họ vô trong Tam Bảo rồi họ đem cái tâm phàm phu đó là chê trách tăng, chê trách ni, chê trách Tam Bảo, rồi phân biệt cách tu này, phân biệt cách tu khác, đem cái tâm phàm tình đó mà suy lường nơi Tam Bảo rồi so đo nói bậy là quý vị chết. Cái miệng này nó hại cái thân, đọa địa ngục A Tỳ như không. Biết đạo tràng người ta tu như thế nào, mình tán thán là có công đức, tùy hỷ là có công đức, đúng không? Mình không tùy hỷ thì thôi chứ sao lại chê bai. Bởi vì đem cái tâm phàm tục, không có học giữ vẹn luân thường, không có học cái gì giữ lòng thành kính á, không có học cái gì mà gọi là dân ngăn dứt lòng tà đó. Cho nên thành ra cứ niệm Phật bô bô cái miệng mà cái lòng này vẫn không thay đổi được thì quý vị chết. Chết tươi, không chạy đi đâu được hết trơn, phải đọa lạc có phần. Không ai dạy từ đầu, cha mẹ cũng không học lời Thánh Hiền dạy. Lớn lên đi vô Phật Pháp, đem cái tâm phàm phu đó cũng giống như là rắn uống nước thành độc. Cái tâm phàm phu tục tử đó không có thay đổi được, mà niệm Phật nó trở thành chướng ngại, rồi chê bai đạo tràng người khác nữa. Trời, mấy người này tụi nó đọa lạc chết. Không những mình chê bai rồi, nói cho người khác cả đạo tràng họ chê bai nữa thì thôi còn gì nữa. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên thành ra ngăn dứt lòng tà, chỗ này mà làm không được thì quý vị thua. Mà tha thiết sám hối cái lòng tà của mình đi, tà tư, tà niệm, tà dâm, ngăn dứt nó, rồi tha thiết niệm Phật cầu ai sám hối. Nó khởi lên một niệm là dập đầu chảy máu để sám hối. Chứ nó phải đơn giản cái chuyện tu hành mà để thành Phật mà đâu phải đơn giản đâu. Chúng tôi thấy 100 câu chuyện vãng sanh là toàn bộ những người đó là những người hiền lành, những người nhu mì, những người khiêm tốn, thương người, thương vật, cung kính bề trên. Chứ không phải cái miệng quát đâu mà mình niệm Phật được đâu. Đụng đến cái gì là bắt đầu sân hận lên đó thì cái tâm vô đạo tràng có niệm Phật mà ra thành la sát mất. Mà la sát nhiều hơn niệm Phật thì đi đâu? Đi xuống ngạ quỷ thôi. Chỗ này nghe phải thấm. Thấm là phải làm. Chúng tôi nói nhiều quá rồi quên. Quên. Nói nhiều để làm gì? Nghe nhiều để làm gì mà không chịu làm? Do cái tâm phàm phu tục tử của mình nó nặng. Từ cha mẹ không dạy dỗ, lớn lên học lời Thánh Hiền cũng không làm, mà đi học Phật. Lớp 1 học chưa xong nhảy lên lớp 10. Chết đâu. Sao mà được? Cái lá thư này là quan trọng. Bốn cái câu này mà làm không được thì giống như cây không rễ mà chim không cánh. Đừng nói cái chuyện niệm Phật. Mà những người này họ chịu sám hối, họ niệm Phật được không? Được. Mà họ chịu niệm Phật mà không chịu sám hối những cái lòng tà này, chết là chết ở chỗ này. Tu nó không phải dễ đâu. Làm bác sĩ, kỹ sư kia còn học phải bao nhiêu năm khó khăn kìa. Tổ Ấn Quang nói, đừng có nói chuyện làm Thánh Hiền mà dễ ngang. Có chừng nhân danh là lừa gạt thiên hạ. Tôi là Phật tử này, tôi tu sĩ này, cúng dường cho tôi đi. Bậy. Mà những người đó mà họ suy nghĩ chuyện bậy là thôi, chứ họ lừa gạt nhanh lắm. Rất nguy hiểm. Lòng tà mà không ngăn dứt được thì họ là chịu thôi. Cứ thành tâm niệm Phật, niệm Quan Âm, tha thiết sám hối, lòng tà nó mất thôi. Thôi nói như đó quý vị tự hiểu, giờ mình tu ha.